Tối ngày 9 tháng 7 2014, đêm nhạc duy nhất trong năm dành riêng để giới thiệu những tác phẩm mới do nghệ sĩ Việt Nam sáng tác, trình bày và lần đầu tiên giới thiệu đến công chúng đã diễn ra tại Nhà hát lớn thành phố Hồ Chí Minh. Không khí hân hoan và những tràng vỗ tay không ngớt của khán giả như đã dỡ bỏ được áp lực tâm lý đè nặng lên vai những người tổ chức từ nhiều tháng qua. Sẽ không thể có được nền nghệ thuật hàn lâm riêng cho một quốc gia nếu chỉ biểu diễn những tác phẩm nước ngoài mà không có những tác phẩm giá trị mang bản sắc của riêng mình. Đó cũng là lý do mà mỗi năm Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh đều xúc tiến đầu tư sáng tác các tác phẩm âm nhạc và vũ kịch mới. Nhiều tác phẩm được khán giả và giới chuyên môn đón nhận, đánh giá cao. Những đêm nhạc như thế này hàng năm đều được đầu tư công phu cả tâm huyết lẫn tài lực. Hàng trăm nghệ sĩ thuộc Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch Thành phố Hồ Chí Minh miệt mài tập luyện từ nhiều tháng qua. Chương trình năm nay giới thiệu đến khán giả vở múa đương đại mang tên Đánh mất và tìm lại của hai nhà biên đạo trẻ Nguyễn Phúc Hùng và Nguyễn Phúc Hải, với nhiều gợi gắm về niềm vui và nỗi buồn mà tình yêu mang đến. Bên cạnh đó, chương trình còn giới thiệu những màu sắc độc đáo trong các tác phẩm mới nhất, hòa quyện giữa những nhạc cụ dân tộc Việt Nam với các nhạc cụ phương Tây của các nhạc sĩ Việt Nam như Tình yêu và sự phản bội của Trần Đinh Lăng, Trường Sơn của Vũ Việt Anh, Gươm thần của Đỗ Trung Cường, Làn gió nhẹ bay của Nguyễn Mạnh Duy Linh, Mong mỏi của Nguyễn Đỗ Anh Tuấn, v.v. Thì đây là cái tác phẩm đầu tiên mà Tuấn viết và được HBS Show biểu diễn. Trước đó thì Tuấn đã có, trong quá trình học tập và làm việc thì Tuấn cũng đã viết nhiều những cái tác phẩm rồi, nhưng mà thường chỉ là diễn ở những nơi khác, các tác phẩm tính phòng, diễn ở trường Berkeley lúc Tuấn học ở đại học ở Boston. Mỗi nơi nó có một cái mang tính cách riêng, và các nhạc sĩ Việt Nam thì cũng mang một cái tính cách đặc biệt. Ví dụ như những tác phẩm đây có những cái giai điệu làn điệu dân ca, mang âm hưởng làn điệu dân ca Việt Nam mà nó rất là độc đáo, mà chắc chắn là không có ở đâu có được cái chuyện đấy. Đối với lại viết khí nhạc mà trong khi mà dàn nhạc lớn thì nó cũng một phức tạp khác nữa, đó là sự là đầu tư công sức lao động của một tập thể, một dàn nhạc khoảng 50-60 người, và để mà có thời gian hỗ trợ cùng tập với nhau thì nó cũng không phải đơn giản. Mỗi một bước mình làm một tác phẩm mới thì mình luôn cảm thấy tâm đắc, vì là mình đã tự khai phá chính mình tự làm mới mình. Đêm nhạc được đánh giá cao đã tạo được niềm tin và động lực khích lệ người nghệ sĩ lẫn khán giả yêu nhạc hướng tới một tương lai khởi sắc hơn của nền âm nhạc hàn lâm Việt Nam.